Trân trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Hai, 27 tháng 5, 2024. Thưa quý vị, cơ quan an ninh giao thông của Mỹ, gọi tắt là TSA, tức là Transportation Security Administration, hôm thứ Bảy này cho biết, thứ Bảy vừa qua cho biết là ngày thứ Sáu họ đã phá kỷ lục, là họ scan, tức là khám hành sách trước khi lên máy bay ấy, đạt con số là hơn 2.95 triệu người. Trong một cái tuyên bố viết ở trên trang mạng X thì đại diện cơ quan này cho biết là vào ngày thứ Sáu họ đã coi như là khám tổng cộng 2.951.163 người đi qua các phi trường của nước Mỹ. Như vậy là con số này vượt qua con số kỷ lục là 2.907.378 người mà lập được hồi ngày thứ Bảy Thanh Đi Vinh hồi năm ngoái. Trong cái tuyên bố này thì bà Lisa Feinstein là phát ngôn viên của TSA cho biết ngày hôm thứ Bảy là nếu quý vị bay ngày thứ Sáu thì xin chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị là những người lập kỷ lục trong cái số người đi qua các cái cửa phi trường ngày hôm thứ Sáu. Và thưa quý vị, coi như trước đó thì TSA dự trù là số người này sẽ là 3 triệu, nhưng mà coi như không đạt 3 triệu nhưng mà cũng phá kỷ lục. Và trước đó nữa là vào ngày thứ Năm nữa thì là TSA coi như là khám xét tổng cộng 2.9 triệu người. Như vậy là khoảng chừng gần 11.000 người là phá kỷ lục, thì qua ngày thứ Sáu thì họ phá kỷ lục đó. Như vậy là ngày thứ Năm 2.9 triệu và ngày thứ Sáu là 2.95 triệu. Như vậy là đây là 5 trong 10 cái ngày lễ mà coi như là bận rộn nhất của các phi trường của Mỹ kể từ ngày 16 tháng 5 đó, cơ quan cho biết như vậy luôn. Trong khi đó thì công ty bảo hiểm AAA cho biết là ngày chiến sĩ trận vong năm nay thì số người đi du lịch mà ít nhất là 50 dặm khỏi nhà họ kể từ thứ Năm cho đến thứ Hai ngày hôm nay đó, như vậy là đạt mức là 43.8 triệu người khắp nước Mỹ. Và như vậy là con số này tăng 4% so với cùng kỳ của năm ngoái là năm 2023. Đó là con số người mà đi. Như vậy là năm nay người ta đi du lịch bằng xe hơi cũng nhiều mà đi bằng máy bay cũng nhiều đã, trong cái đợt lễ mà chiến sĩ trận vong, là cái thường thường cái lễ này là rơi vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5. Lễ chiến sĩ trận vong năm nay ở Mỹ cũng không có vui, là bởi vì bão táp thiên tai xảy ra một số tiểu bang miền Nam nước Mỹ, đặc biệt là bốn cái tiểu bang Texas, Oklahoma, Arkansas và Kentucky, làm cho tổng cộng tới 22 người thiệt mạng và nhiều căn nhà và doanh nghiệp bị phá hủy. Và số người bị mất điện là lên tới 160.000 người. Ngoài ra thì bão táp ngày hôm nay có thể cũng đi qua luôn cả phía Nam Texas và tới Florida. Thì theo các cái cơ quan của liên bang và tiểu bang báo cáo cho biết đó, như chẳng hạn như tại tiểu bang Kentucky thì thống đốc Andy Beshear đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và sáng ngày hôm nay trong cuộc họp báo thì ông cho biết tiểu bang này có 5 người bị thiệt mạng. Và người thứ Năm đó là một người đàn ông 54 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong lúc mà đang chặt cây, thì bị cây rớt đè xuống ở tại Caldwell County ở phía tây Kentucky. Rồi ở bên Cookie County, tiểu bang Texas, thì có 7 người chết. 7 người chết tính từ thứ Bảy tới giờ. Ở bên Arkansas có 8 người. Đó. Còn ở Mayer County ở tiểu bang Oklahoma thì có 2 người. Cái Mayer County này ở Oklahoma nó nằm ở phía đông thành phố Tulsa. Đó, còn một số người nữa bị thương trong lúc đang tham dự đám cưới ngoài trời. Đó. Thì đó là những cái con số mà người chết trong những ngày qua liên quan đến các vụ bão táp vào các tuần lễ cuối của tháng 5, nhân dịp lễ gọi là chiến sĩ trận vong. Cũng liên quan đến chết người thì sáng ngày hôm nay, ở bên phía Israel đã thả bom và pháo kích vào khu vực ở thành phố Rafah, làm cho ít nhất là 45 người thiệt mạng. Vụ này gây ra một làn sóng phẫn nộ khắp thế giới, nhiều quốc gia lên án Israel, đến nỗi mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày hôm nay phải thừa nhận đây là một sai lầm chiến lược, và ông bày tỏ cái sự gọi là hối lỗi đối với lại những người mà nạn nhân, bởi vì đây là cái phản ứng của Israel sau khi phía Hamas cách đây hơn một ngày cũng có pháo kích qua bên phía Israel. Và cái chuyện mà 45 người bị thiệt mạng trong vụ pháo kích như thế này làm gia tăng thêm nữa áp lực với lại Israel, đặc biệt là khi họ chuẩn bị tấn công vào thành phố Rafah
Và chúng ta biết trong thời gian qua thì Israel đã bị một số áp lực, chẳng hạn như Tòa Hình sự Quốc tế đang yêu cầu chát bắt ông Netanyahu cũng như Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Galan và ba lãnh tụ của Hamas. Ngoài ra có ba quốc gia khác ở bên châu Âu là Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland thừa nhận nhà nước Palestine. Thì đổi lại bên phía Israel đã phản ứng bằng cách là triệu hồi đại sứ ba nước này. Và ngày hôm qua ở Israel bắt đầu trừng phạt trả đũa với lại Tây Ban Nha. Còn hai nước kia thì chưa thấy nói gì cả. Đó là những áp lực mà đối với lại Israel trong cái vụ mà đánh nhau với lại nhóm Hamas ở tại giải Gaza. Cũng liên quan đến vấn đề chết người và thiên tai, quý vị nhớ tuần trước tôi có đưa tin quý vị là Papua New Guinea có vụ đất trồi, khoảng 100 người thiệt mạng. Thì qua đến ngày thứ 6, thủ tướng nước này cho biết là con số người bị thiệt mạng lên tới hơn 2.000 người, chứ không phải 100 người. Trước khi mà cái thông cáo của Papua New Guinea đưa ra, thì đánh giá của Liên Hiệp Quốc là dự đoán là có khoảng 670 người bị chết. Tức là ban đầu là khoảng 100 người, sau đó Liên Hiệp Quốc phỏng đoán là khoảng 670 người. Nhưng đến ngày thứ 6 thì bên phía là Papua New Guinea bảo là hơn 2.000 người. Và bây giờ ông thủ tướng nước này bảo là bây giờ những người này không thể nào mà coi như mà lấy được cái xác ra, bởi vì chúng ta biết là vùng này là vùng mà hẻo lánh, không có xe cộ, không có phương tiện gì cả, thành ra rất khó để mà gọi như là khai quật những người này. Và cảnh sát đây cho biết là những người ở đây chết đa số bị chôn sống, tức là họ đang sống ở đất chuồi xuống đè chôn sống họ luôn. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP có hỏi bên phía Papua New Guinea là làm sao mà quý vị có con số 2.000 người như thế. Thì theo cái ông mà Lucetta Lasomana, đại diện cho cái cơ quan mà gọi là thiên tai của Papua New Guinea, thì ông nói rằng là cái con số này đang chờ và sẽ có con số chính thức và sẽ xác nhận vì sao họ có con số 2.000. Bởi vì con số này nó gây tranh cãi vì nó quá lớn so với con số là 670 người. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres sáng ngày hôm nay cũng gửi một cái gọi là lời chia buồn, một thông điệp chia buồn đến các gia đình nạn nhân ở tại Papua New Guinea. Liên quan đến Đài Loan, thưa quý vị, Mỹ lại đổ thêm dầu vào lửa. Quý vị biết tuần trước tôi đưa tin quý vị là sau khi Tổng thống Lại Anh Đức của Đài Loan tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 mà tuyên bố rằng là sẽ giữ cái tình trạng hiện nay, thì bên phía Trung Quốc trả đũa bằng cách là tập trận trừng phạt Đài Loan. Họ tổ chức 5 khu vực tập trận xung quanh Đài Loan thì họ mới chấm dứt vào ngày 25, tức từ 23, 25 là trong 2 ngày. Thì hôm nay là ngày 27, một phái đoàn 6 dân biểu Mỹ thăm viếng Đài Loan 5 ngày, dẫn đầu là dân biểu Michael McCaw của Đảng Cộng Hòa từ bang Texas. Ông này đang là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện. Ông đã gặp Tổng thống Lại Anh Đức và ông đưa ra hai cái thông điệp. Thứ nhất là ông nói rằng là gì? Cho dù nghĩa là bầu cử tổng thống tới đây ra sao, tổng thống Mỹ ai đây là tổng thống cần cũng biết, Mỹ tiếp tục bảo vệ Đài Loan và Mỹ phản đối cái chuyện là Trung Quốc dùng vũ lực để thống nhất với Đài Loan. Điểm thứ hai, ông nói rằng cái điều mà quan trọng nhất mà có thể làm Trung Quốc không thể tấn công Đài Loan là phải tự vệ và trang bị vũ khí tối đa để làm cho đối phương phải lo sợ, tức là khi mà tấn công Đài Loan. Thành ra ông kêu gọi, ông bảo rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển vũ khí cho Đài Loan, đặc biệt có một số vũ khí mà bây giờ cả 4 năm trời rồi chưa chuyển giao cho Đài Loan. Thì ông nói là trong trường hợp này ông sẽ tìm cách đưa những vũ khí này càng sớm càng tốt cho Đài Loan. Và ông nói rằng khi mà trang bị đầy đủ vũ khí như vậy thì bên phía Trung Quốc phải tính toán cho kỹ, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, ông phải tính cho kỹ. Bởi vì nếu mà ông tấn công Đài Loan thì ông được cái gì và ông mất cái gì, ông phải tính toán kỹ cái chuyện đó. Rồi ông McCaw cũng nói luôn là chúng tôi có thẩm quyền trong vai trò chủ tịch Ủy ban Ngoại giao sẽ có thể tuyên bố chiến tranh nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Thì chúng ta biết đó là chỉ có Quốc hội Mỹ mới có quyền tuyên chiến, và nó xuất phát từ các ủy ban, tức là ủy ban của McCaw là ủy ban ngoại giao thì có quyền tuyên chiến, xong thông qua một cái nghị quyết sẽ đưa ra phiên họp khoáng đại của Hạ viện, và nếu Hạ viện thông qua thì đưa qua bên thượng viện mà thông qua, đó là họ tuyên chiến luôn. Chứ tổng thống thì không quyền tuyên chiến, đó là theo quy định của hiến pháp của Mỹ. Đó. Thành ra là ông McCaw có thể nói là ông đi đến thăm Đài Loan trong 5 ngày và phản đối, nghĩa là đưa ra cái quan điểm rất là cứng rắn với lại Trung Quốc. Nghĩa là ông cảnh cáo rằng là quý vị mà đánh Đài Loan quý vị phải tính toán cho kỹ. Thì trong phái đoàn ông này đi có một số vị dân cử, dân biểu Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ.
Có ngoài ông McCall ra có hai dân biểu Cộng hòa là ông Andy Bar của tiểu bang Kentucky. Ông này là đồng chủ tịch cái ủy ban ủng hộ Đài Loan ở tại Hạ viện. Người thứ nhì là bà Giang Kim ở tiểu bang California. Bà này là chủ tịch tiểu bang châu Á Thái Bình Dương, Đông Nam Á Thái Bình Dương, đúng không? Bà này hồi tháng riêng có đi thăm Việt Nam. Và rồi ông Joe Wilson của tiểu bang South Carolina. Rồi hai dân biểu mà của đảng Dân Chủ gồm có ông Jimmy Panetta của California và ông Kissy Holland của tiểu bang Pennsylvania. Như vậy là 6 vị dân biểu đi qua thăm ở Đài Loan sau khi Trung Quốc vừa ngưng tập trận chỉ có 2 ngày mà thôi. Liên quan đến cái chết của diễn viên người mẫu Đức Tiến trong thời gian qua thì thưa quý vị, trong mấy ngày nay là có chuyện là lùm xùm về cái chuyện mà mẹ của Đức Tiến cũng như là cô con dâu là cô Bình Phương. Thì trong những ngày qua, vào ngày 22 tháng 5 thì có một đoạn video ở nhà bà Ngọc Ánh ở tại thành phố Thủ Đức là mẹ của người mẫu Đức Tiến. Thì người mẫu Đức Tiến quý vị biết là qua đời ở Farm Valley vì nhồi máu cơ tim hôm 18 tháng 5. Thì trong video này ở trên TikTok thì bà Ngọc Ánh nói như thế này: tôi muốn sang Mỹ gặp con trai tôi là Đức Tiến lần cuối cùng, nhưng Bình Phương tức là vợ Đức Tiến không ký giấy. Ký giấy đây là ký giấy để bảo lãnh sang đó, ký giấy tử đó, xác nhận chồng mình chết đó. Hiện tại sức khỏe tôi rất tốt, không bệnh gì, mấy ngày nay tôi điện thoại mà không nghe máy, nhắn tin không trả lời, tôi rất bức xúc. Đó là bà Ngọc Ánh nói như thế. Thì sau đó báo Người Việt có cử phóng viên liên lạc với bà nhưng bà không trả lời. Thì ở bên Mỹ này chúng tôi đã hỏi cô Bình Phương hôm 26 tháng 5 là chuyện như thế nào, thì cô nói như thế này: sự thật không phải như vậy, dù tôi đã nhiều lần giải thích với má. Tôi nói rằng chưa xin được giấy khai tử thì làm sao tôi ký giấy được. Và lại lúc đó gia đình còn phải chờ thủ tục giảo nghiệm tử thi của bệnh viện. Tôi đã cố gắng những ngày qua nhưng không có được giấy khai tử má tôi, mà tôi không thể làm gì khác hơn. Đó là lời của Bình Phương nói với chúng tôi. Tôi biết má nóng ruột vì thương con, ngày nào má cũng gọi qua, nhiều khi lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Tôi cũng thường xuyên gọi về cho má, kể cả FaceTime giải thích cặn kẽ. Nhưng má không chịu hiểu, chứ không phải má không hiểu, vì má cứ nghe lời người ta. Đó là theo lời của Bình Phương nói với chúng tôi như thế vào hôm Chủ nhật, Chủ nhật vừa rồi. Rồi cô Bình Phương nói tiếp như này: má còn nói nhiều câu nặng lắm mà tôi không tiện nói ra. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, vừa lo đám tang cho chồng vừa lo cho con, tôi không biết phải nói làm sao. Đó. Thì đó là câu chuyện mà hai mẹ con như vậy. Thì thưa quý vị, nó cũng có khổ. Bên Việt Nam thì nhiều khi không biết, tưởng là cứ chết là xin giấy đi qua Mỹ được. Nhưng mà trường hợp của Đức Tiến này, theo tôi được biết đó, thì lại bị chết bất đắc kỳ tử. Và trong bệnh viện họ phải giữ lại để họ giảo nghiệm tử thi. Họ không có release, không đưa cái xác ra được, cho nên là phải chờ. Chỉ khi nào đưa cái xác ra thì mới xác nhận được là chết, thì mới dùng cái giấy đó bảo lãnh qua. Thì có lẽ là bà Ngọc Ánh cũng sẽ qua Mỹ thôi, nhưng mà không được nhìn mặt con, có thể đến thăm mộ con sau này. Đó. Thì theo cáo phó của gia đình cho biết đó, đám tang của Đức Tiến sẽ diễn ra vào ngày thứ tư tới đây, tức là ngày 29 tháng 5 tại Lambation Ministry Center ở thành phố Gansu. Sau đó thì ngày hôm sau, tức là ngày thứ năm 30 tháng 5 vào lúc 11 giờ sáng, thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Saint Barbara tại thành phố Santa Ana. Sau đó linh cữu người quá cố sẽ được an táng tại nghĩa trang Peak Funeral Home ở thành phố Westminster, ngay trung tâm Little Sài Gòn đây. Và cuối cùng thưa quý vị, Việt Nam phản ứng mạnh mẽ hơn nữa về những quy định trái luật quốc tế của Trung Quốc, mà Việt Nam gọi rằng là đây là những cái mà gọi là thách thức đối với Trung Quốc, mà Trung Quốc đơn phương làm chuyện này, sử dụng thế trận vùng xám để mà tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Và đây sẽ là những thách thức đến nỗi không thể quay đầu. Thì hôm trước tôi có đưa tin quý vị đó, là ngày 15 tháng 5 khi mà Trung Quốc đã tuyên bố chuyện này, tức là bắt đầu từ 1 tháng 6 thì họ cho cảnh sát biển áp dụng, những người nào vi phạm chủ quyền của họ có thể bị bắt từ 30 ngày đến 60 ngày không xử. Mà quý vị để ý 15 tháng 5 là gì? Một ngày trước khi Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ 16, 17, 18 để chuẩn bị nhân sự. Đó là sự kiện, tôi không biết họ có lợi dụng hay là áp lực không, chúng ta không biết. Nhưng mà cái văn bản họ đưa ra ngày 15 năm, Việt Nam hoàn toàn im lặng cho đến khi sau khi mà xong nhân sự rồi bây giờ Việt Nam mới phản ứng. Thì đầu tiên là ngày 23 tháng 5, ông Đoàn Khắc Việt là phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được báo Tuổi Trẻ hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ thì ông không nhắc gì đến chuyện này. Mặc dù câu hỏi về chuyện này nhưng ông không nhắc tới. Ông chỉ nói Việt Nam luôn khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và tất cả những cái gì đó đều Việt Nam đều làm theo cái gọi là công ước biển quốc tế
năm 1982 gọi là UNCLOS 1982. Đến ngày 25, tức là 2 ngày sau, tôi đã trình bày cho quý vị là tờ Thanh Niên phỏng vấn 7 chuyên gia phản ứng cái chuyện này. Thì đến ngày 27, ngày hôm nay, trên tờ báo Tuổi Trẻ online, một trong tờ báo được nhiều người đọc nhất ở Việt Nam, thì Việt Nam đã gián tiếp coi chỉ trích Trung Quốc cái chuyện này, nói rằng trong cái bài viết là quy định trái luật quốc tế của Trung Quốc. Thì bài viết này nói là ngày 15 tháng 5, Trung Quốc công bố thủ tục thực thi luật hành chính của lực lượng bảo vệ bờ biển, gọi tắt là CGALEFP, gọi là CGALEFP. Đó, đây là nỗ lực trong thế khó của Bắc Kinh nhằm cứu vãn thế trận vùng xám đang dần thất bại trên Biển Đông. Đó, nó dần thất bại luôn. Thì trong bài viết này của tác giả gọi là Lục Minh Tuấn, rất viết rất là nặng, nói là gói CGALEFP lần này là động thái tiếp nối sau khi Cục Hải cảnh Trung Quốc ban hành hai quy tắc tố tụng hình sự liên tiếp vào năm 2023, nhằm làm rõ quy trình thực thi luật hải cảnh được thông qua vào năm 2021. Thì trong bài viết này cũng trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Gilberto Teodoro phát biểu ngày 24 tháng 5, nói là hành vi của Trung Quốc không những vi phạm UNCLOS 1982 mà còn vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó quy định mỗi quốc gia có trách nhiệm phải kềm chế sử dụng vũ lực hoặc gây hấn để thực thi, đặc biệt trong trường hợp này, các yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp trên biển. Cũng trong ngày hôm nay, mở ngoặc tí xíu, quý vị, là Đài Truyền hình Hà Nội cũng có một bài bình luận khoảng 10 phút nói về vấn đề này và cũng chỉ trích Trung Quốc dữ dội. Thì tiếp trở lại với tờ báo trên báo Tuổi Trẻ, bài báo trên báo Tuổi Trẻ, thì họ nói là ví dụ như là Trung Quốc tiếp tục là mập mờ vấn đề pháp lý. Thì trong đây có nhắc đến cái 16 chương và 281 điều khoản của CGALEFP đang bị nhiều quốc gia chỉ trích, nhất là các quốc gia mà trong vùng, bởi vì họ dựa trên cái luật hải cảnh Trung Quốc, thì Trung Quốc đòi công nhận chủ quyền của họ và đặc quyền vùng kinh tế là EEZ đấy, và thềm lục địa trên biển là tới 80% cái Biển Đông. Điều này hoàn toàn trái với quy định ở điều 56 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, chỉ cho phép quốc gia ven biển có quyền chủ quyền trong việc thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và phi sinh vật và các hoạt động thăm dò năng lượng, khai thác kinh tế khác ở vùng này. Có nghĩa là Trung Quốc bây giờ nói là Biển Đông là của mình, là Trường Sa là của mình, mà cái vùng Trường Sa tranh chấp đó là cách cái đảo Hải Nam Trung Quốc cả ngàn cây số, thì có nói là vô lý, anh chỉ có thể trong cái vùng anh ra là 200 hải lý mà thôi. Đó là một cái điểm. Rồi cũng trong UNCLOS nói là các quốc gia không như Trung Quốc đó, là chỉ không chỉ tự ý áp đặt khái niệm chủ quyền đối với khu vực EEZ trái với luật pháp quốc tế, Trung Quốc còn tự quy định phạm vi việc quyền tài phán là điều 257 của CGALEFP khi cho phép hải cảnh Trung Quốc được tạm giữ từ 30 đến 60 ngày đối với người nước ngoài vi phạm luật xuất nhập cảnh gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia, hoặc có hành vi hỗ trợ người khác vi phạm luật xuất nhập cảnh Trung Quốc trong khu vực EEZ do nước này tự quy định. Đó. Phạm vi này đi quá giới hạn về quyền tài phán của quốc gia ven biển được quy định ở điều 56 UNCLOS 1982 và cũng không phù hợp với đặc thù khu vực EEZ là một lãnh thổ hỗn hợp. Đó là tờ báo viết tiếp như thế. Và họ đưa ra một số cái điều khoản, và trong đây họ cũng chỉ trích này, là những cái quy định của Liên Hợp Quốc đó, là họ quy định tàu vỏ xám với tàu vỏ trắng. Tàu vỏ xám là tàu hải quân, tàu vỏ trắng là tàu cảnh sát biển. Thì tàu vỏ xám đó được triển khai để sử dụng vũ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia, còn tàu chấp pháp vỏ trắng được sử dụng vũ khí để bảo vệ, bảo đảm chủ quyền quốc gia hợp pháp. Thì bây giờ họ ra cái CGALEFP này đó là họ chuyển giao luôn cái việc mà của hải quân cho cảnh sát biển, tức là tàu xám qua tàu trắng, à cái này là vi phạm. Đó, thì Việt Nam chỉ trích cái chuyện này. Thì trong bài viết này thì họ đưa ra, Việt Nam đưa ra các cái quy định của Liên Hợp Quốc cho thấy là Trung Quốc là dùng cái gọi là bập bờ như này để mà coi như là chiếm cái chủ quyền ở trên Biển Đông. Tôi có nghe cái chương trình bình luận trên đài Hà Nội TV cũng có nhắc lại là tháng 7 năm 2016 thì Trung Quốc cũng đã bị tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết bác bỏ cái đường lưỡi bò chín đoạn này. Và rồi họ cũng nhắc đến cái UNCLOS 1982 là có tới 167 quốc gia tham gia, trong đó có Trung Quốc, mà bây giờ Trung Quốc vi phạm như thế này. Thì kết luận của bài viết của báo Tuổi Trẻ họ nói như này: do đó kể cả tất cả chuyện này, họ còn nhắc đến chuyện là bây giờ Trung Quốc ngày hôm nay đang họp với lại ông Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc, đang họp với Thủ tướng Kishida của Nhật và Tổng thống Yoon Suk Yeol của Nam Hàn ở tại Seoul để tìm cách hòa hoãn trong khu vực.
để lôi kéo Nam Hàn với Nhật ra khỏi Trung Quốc, ra khỏi Mỹ. Thì không hy vọng là trong lúc anh làm cái chuyện đó mà anh lại gây hấn ở tại Biển Đông. Đó. Cộng với cái chuyện này thì là không được. Thành ra bài báo kết luận như vậy. Do đó không những Trung Quốc không chỉ càng là mất uy tín, mà họ còn có khả năng tiếp tục tham gia cuộc đua kiến tạo các kiến trúc đa phương, bảo đảm an ninh hàng hải khu vực Biển Đông nói riêng và Tây Thái Bình Dương nói chung. Có nghĩa là gì? Họ là mất uy tín của họ, rồi họ vẫn tiếp tục là tìm cách làm chủ những cái vùng ở chỗ này. Rồi trong lúc có xung đột như thế thì họ lại họp với lại cả Nhật, với Nam Hàn, với hy vọng làm giảm cái sự mà ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng mà chính cái này mà họ làm như vậy, đang họp như vậy thì chỉ làm suy giảm cái kỳ vọng cho các thượng đỉnh Nhật Trung và Nam Hàn rất hiếm hoi đang diễn ra ở Seoul. Tại vì lần cuối cùng họp đó là năm 2019 ở tại Trung Quốc. Bây giờ 5 năm sau mới họp ở Seoul bên Nam Hàn. Mà bây giờ Trung Quốc lại đưa ra cái này vào ngày 15 tháng 5 thì tờ báo Tuổi Trẻ, một tờ báo có thể nói là của nhà nước, chắc chắn rồi. Nhưng mà đây là quan điểm bán chính thức của Việt Nam phản ứng cái chuyện này. Và tờ báo này kết luận như vậy: tụ chung lại, Trung Quốc dường như vẫn đang lún sâu vào các lối mòn về tư duy vốn đang tạo nên những lỗ hổng ngày càng lớn của họ trên mặt trận pháp lý. Nếu không kịp chuyển hướng sang đối thoại, thế trận vùng xám cũng như uy tín của Bắc Kinh sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức đến nỗi không thể quay đầu. Đó là kết luận của bài báo trên tờ báo Tuổi Trẻ liên quan đến là cái SIGREP của Trung Quốc đưa ra ngày 15 tháng 5. Mà sau đó bắt đầu tháng 6 là họ có thể bắt ngư dân Việt Nam nếu mà đi vào vùng biển của họ. Có thể hiểu như vậy, từ 30 ngày đến 60 ngày mà không xét xử. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào ngày mai.